Tối ngày 29 tháng 11, thông tin từ đồn biên phòng Cái Cùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tàu cá do ông Bùi Anh Hiền, 40 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, làm thuyền trưởng đang hoạt động khai thác hải sản cách cửa Nhà Mát hướng về vùng biển Cái Cùng khoảng 5 hải lý. Bất ngờ tàu bị phá nước gây chìm, 7 thuyền viên đi trên tàu ôm phao, trôi dạt trên biển. Khoảng 6 tiếng sau khi tàu chìm, tàu cá do ông Trần Việt Thường làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó phát hiện và cứu vớt 7 thuyền viên. Sau khi tiếp nhận, trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Hậu thuộc đồn biên phòng Cái Cùng đã đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Đồng thời, cử cán bộ quân y thăm khám, sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên. Hiện tại, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và được bàn giao về với gia đình.